Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Tin tức Yoshibit ngày hôm nay, Triệu Lệ Diện vẫn luôn duy trì trạng thái độc thân sau ly hôn, Lý Hiện tiếp theo sẽ hợp tác với Tống Tội Nhi. Tin tức Yoshibit ngày hôm nay liên quan đến dàn sao hoa ngự đình đám khiến cư dân mạng xôn xao. 1. Tình thế trước mắt của Bạch Ngọc Lan rất rõ ràng, nam chính Lôi Giai Âm, nữ chính Triệu Lệ Diễn, đạo diễn tốt nhất dự đoán sẽ là Từ Kỷ Chu. 2. Vì Nhất Bác hiện đang tập trung vào các chủ đề chủ đạo hiện thực, điều này không chỉ có thể trau dồi kỹ năng diễn xuất mà còn mở rộng mạng lưới quan hệ của anh ấy. 3. Dù Dương Tự Quỳnh quanh năm làm việc chăm chỉ ở Hollywood, nhưng giới xã giao vẫn không thể tách rời người Trung Quốc. Cô có mối quan hệ tốt với những tên tuổi hàng đầu trong ngành điện ảnh và truyền hình đại lục. 4. Thẩm Mộng Thần đã quyết 4. Thẩm Mộng Thần đã chuẩn bị mang thai, nhưng thời gian chuẩn bị mang thai này rất dài, mẹ chồng cô cũng rất lo lắng. 5. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Diễn vẫn luôn duy trì trạng thái độc thân. 6. Điền Hy Vi khá vui khi được hợp tác với Vương Hạc Đệ, vì vậy cô ấy chỉ đợi nó khai máy. 7. Trương Nghệ Hưng và Dương Tử, hai người họ chẳng ai hợp nhau cả. Cả hai đều rất khó hiểu, không hiểu sao tin đồn hai người họ ở cùng nhau lại tự dưng lan truyền trên mạng. 8. Đặng Vi không chỉnh khuôn mặt và anh ấy có lẽ sẽ không tùy tiện chỉnh bởi vì người đại diện của anh ấy không cho phép điều đó. 9. Cả Lưu Dược Phi và Lưu Thi Thi đều không phải là những người có nhiều tham vọng trong sự nghiệp, kỹ năng diễn xuất cũng không có thiên phú, nhưng thực ra họ khá tận tâm và có danh tiếng tốt trong ngành. 10. Lý Hiện tiếp theo sẽ hợp tác với Tống Tội Nhi trong dự án phim tình cảm đô thị. 11. Động Khiết gần đây thường xuyên liên lạc với chồng cũ, chủ yếu là vì chồng cũ muốn thuyết phục cô gặp con trai thường xuyên hơn. 12. Công ty của Đặng Vi không cho anh ấy sửa mặt, họ cảm thấy nhan sắc anh ấy đủ dùng, dung mạo anh ấy có vài góc na ná một định lưu nam, họ cho rằng anh ấy có số bạo. 13. Đoàn đội Hoàng Cảnh Du theo dõi rất sát sao tin tức về vợ cũ, chỉ cần vợ cũ không quá phận, đoàn đội cũng sẽ không gây chuyện. 14. Nhiệt độ của Trương Dư Hi không có gì khởi sắc, năng lực kéo tài nguyên của đoàn đội cô ấy cũng không mạnh, cô ấy có tâm sự nghiệp nhưng không có người nâng đỡ. Hiện tại, kịch bản của cô ấy đều là vai chính nhưng chế tác nhỏ, cô ấy cần một tác phẩm lớn để thành công hơn. 15. Trần Tinh Húc có khả năng hợp tác với Lưu Thi Thi trong dự án phim Bạch Nhật Đề Đăng, tạm dịch là Ban Ngày Đốt Đèn. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.